huấn luyện viên Philippe Chaussier điều chỉnh kế hoạch tập trung của U22 Việt Nam. Đội tuyển hội quân từ ngày 16 tháng 4 để chuẩn bị cho SEA Games 32, không phải sau ngày 20 tháng 4 như kế hoạch ban đầu. Nhà cầm quân người Pháp muốn có thêm thời gian để đánh giá năng lực cầu thủ trước khi đưa ra quyết định cuối cùng về nhân sự. U22 Việt Nam sẽ tập luyện tại Bà Rịa Vũng Tàu, địa phương có thời tiết tương đồng với Campuchia cũng như thuận lợi cho việc di chuyển sang nước bạn. Ngày 26 tháng 4, thầy trò huấn luyện viên Chaussier sẽ lên đường sang Campuchia để tham dự SEA Games 32. Bản danh sách sơ bộ 50 cầu thủ của U22 Việt Nam được gửi cho ban tổ chức giải từ đầu tháng 3 năm 2023. U22 Việt Nam nằm ở bảng B với Thái Lan, Malaysia, Singapore và Lào. Đây là kịch bản bảng tử thần được dự đoán từ trước lễ bốc thăm. Các đối thủ của U22 Việt Nam đều là những đội mạnh của từng nhóm hạt giống. Theo huấn luyện viên Philippe Chaussier, dù gặp U22 Thái Lan hay bất kỳ đối thủ nào ở vòng bảng, U22 Việt Nam không thay đổi tâm thế thi đấu. Ông và các học trò cần sự chuẩn bị tốt nhất và hướng đến mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch. Bất luận kết quả bốc thăm và danh tính đối thủ, chúng tôi vẫn sẽ bước vào giải đấu với tư cách của đội đương kim vô địch với mục tiêu cao nhất là bảo vệ vị thế ấy, huấn luyện viên Chaussier nói. Riêng đối với U22 Thái Lan, huấn luyện viên Chaussier trực tiếp xem đội bóng này thi đấu ở Doha Cup. Trong những ngày vừa qua, huấn luyện viên Chaussier liên tục di chuyển khắp các địa phương để có thể theo dõi trực tiếp các trận đấu ở V-League và giải hạng nhất quốc gia. Những đội bóng đóng góp nhiều cầu thủ trẻ cho U22 Việt Nam như PVF Công an Nhân dân, Viettel FC, Hoàng Anh Gia Lai, Hòa Bình, Câu lạc bộ Công an Hà Nội nhận được sự quan tâm từ chiến lược gia người Pháp.